Giá gia cầm hôm nay ngày 28 tháng 4, người nuôi gà, vịt liên tục thua lỗ, Việt Nam vẫn ồ ạt nhập khẩu thịt gia cầm, giá gà thịt hôm nay, các trại tiêu thụ chậm. Theo ông Phạm Trọng Tĩnh, chủ trại gà ở Lạc Thủy, Hòa Bình, giá gà hôm nay không có biến động nhưng việc tiêu thụ khá chậm. Giá gà ta Lạc Thủy đẹp trên năm tháng bán tốt mới được trên 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía số 1 đẹp trên 4,5 tháng tuổi dao động trên dưới 67.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu bán tại các vùng Đồng Nai, Bình Phước khoảng dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn bán tại các vùng Bình Phước cao nhất mới được trên 50.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt tại các vùng miền Bắc vẫn ở mức thấp. Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các vùng. Chúng tôi thấy giá vịt hôm nay bán ra tại các trại ở các vùng miền Bắc vẫn ở mức thấp. Giá vịt bơ nướng bơ cánh giao dịch tại các trại ở Hà Nam, Hà Nội, cao nhất mới đạt 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ nướng có vùng ở Hưng Yên, Hải Dương chỉ bán được 30.000 đồng đến 32.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt, vịt hơi bán tại các trại ổn định ở mức trên dưới 45.000 đồng mỗi kg, giá vịt xiên phổ biến từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu đẻ thải loại bán buôn cao nhất đạt 76.000 đồng mỗi con. Giá vịt trời có trại ở Ninh Bình bán trên 100.000 đồng mỗi con. Giá ngan trắng cái loại trên dưới 3 kg con bán trên 60.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi kg. Giá gia cầm tại các trại lớn cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 32.000 đến 32.800 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền trung dao động trong khoảng 32.000 đến 32.800 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền đông dao động trong khoảng 32.000 đến 3. 12.800 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền tây dao động trong khoảng 33.000 đến 33.400 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền bắc dao động trong khoảng 32.000 đến 32.500 đồng mỗi kg. Gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 20.000 đến 20.000. 500 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 19.000 đến 19.500 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 20.000 đến 20.500 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M, miền Đông dao động trong khoảng 39.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt riêng bao, Miền Đông giao động trong khoảng 40.000 đến 41.000 đồng mỗi kg. Nhập khẩu thịt gia cầm đông lạnh tăng lên rất nhiều lần so với tăng trưởng sản xuất trong nước. Trao đổi tại hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi da cầm trong tình hình mới diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, VIVA, cho rằng lượng gia cầm chăn nuôi trong nước hiện nay là rất lớn. Trong quý 1, đàn gia cầm ước khoảng hơn 551 triệu con sản lượng thịt da cầm ước đạt 563.200 tấn, trứng ước đạt 4,7 tỷ quả, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Điều đáng nói, trong khi sản lượng thịt, trứng da cầm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của 100 triệu dân trong nước và dư thừa để xuất khẩu Việt Nam lại cho phép nhập một khối lượng lớn da cầm sống về giết mổ và lượng lớn thịt da cầm đông lạnh, chưa kể lượng nhập rộ. Thống kê cho thấy, năm 2022, Lượng gà sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng để giết mổ là 6.603 tấn thịt, tăng 100,8% và lượng thịt gia cầm đã qua giết mổ đạt gần 25.000 tấn, tăng 9,6% so với năm 2020. Một, trong 3 tháng đầu năm, số lượng gà sống dùng làm thịt nhập về Việt Nam đạt 1.120 tấn và lượng thịt gia cầm đã qua giết mổ nhập về đạt 47.817 tấn. Hiện giá thành chăn nuôi da cầm khoảng 29.000 đến 30.000 đồng mỗi kg nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 25.000 đồng mỗi kg khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Việc một lượng thịt da cầm nhập khẩu về Việt Nam đang đe dọa nghiêm trọng ngành chăn nuôi trong nước, đẩy người chăn nuôi càng thua lỗ nặng nề hơn, ông Sơn chia sẻ. Đáng chú ý, theo ông Sơn hiện có tình trạng các doanh nghiệp nhập khẩu lòng mề, nội tạng động vật và cả da gà từ Hàn Quốc về Việt Nam thậm chí còn có dấu hiệu nhập khẩu gà thải loại của Thái Lan qua ngã Campuchia và Lào về Việt Nam, sản phẩm có chất cấm. Nếu không kiểm soát tình trạng này, chăn nuôi trong nước sẽ vô cùng bất ổn. Bộ Công thương cần khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc nhập lậu động vật và sản phẩm từ động vật qua biên giới, ông Sơn nói